người phụ nữ phát hiện bé trai sơ sinh bị kiến bám trên lề đường. Người phụ nữ nghe thấy tiếng trẻ em khóc nên kiểm tra thì phát hiện bé trai sơ sinh bị ai đó bỏ rơi trên đường. Ngày 23 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp tìm người thân của bé trai sơ sinh bị ai đó bỏ rơi trên địa bàn. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 7, chị NNBH, 18 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, đi ngang đường 4B, xã Đa Phước thì nghe tiếng trẻ em khóc. Chị H tìm kiếm thì phát hiện một bé trai nằm trong túi ni lông màu đen bị ai đó bỏ rơi bên đường. Ban đầu, bé trai bị kiếm bám, không quần áo, giấy tờ, tã lót. Bé trai sau đó được đưa về nhà chị H và thông tin được báo cho cơ quan chức năng. Công an đã lập biên bản và phối hợp đưa bé vào trạm y tế xã Đa Phước để chăm sóc cho bé bú sữa. Bé trai sau đó được đưa đến bệnh viện Bình Chánh để kiểm tra. Qua đó, bé trai sơ sinh cân nặng khoảng 2,9 kg, hiện sức khỏe ổn định. Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước cũng thông báo ai là cha, mẹ đẻ của bé trai liên hệ trực tiếp Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước để nhận lại hoặc qua số điện thoại 093-869-640 gặp bà Nguyễn Thị Hoàng Linh, cán bộ dân số, gia đình, trẻ em để được hướng dẫn. Qua thời gian 7 ngày, kể từ ngày thông báo và niêm yết thông tin tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đa Phước cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng mà cha mẹ và người giám hộ không ai đến nhận trẻ, cơ quan chức năng sẽ lập thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.